Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. HP được biết đến là dòng laptop hướng đến mọi đối tượng người dùng với nhiều phân khúc khác nhau. Trong giá tầm trung thì không thể bỏ qua chiếc laptop HP 240G8, một chiếc laptop nhỏ gọn, thuận tiện, đáp ứng được mọi công việc văn phòng và học tập. Hãy cùng mình khám phá xem chiếc laptop này có gì nhé. HP 240G8 được làm từ chất liệu nhựa cao cấp và phủ thêm một lớp bạc cho toàn bộ vỏ ngoài, khiến tổng thể chiếc laptop này trông cực kỳ sang trọng, thanh lịch, chuẩn một chiếc laptop văn phòng. Logo HP được thiết kế bóng, đặt ngay ở giữa, giúp người dùng dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Bốn góc được bo tròn mềm mại, tạo cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng và được làm từ chất liệu nhựa nên chiếc HP 240G8 này cực nhẹ, chỉ 1,47kg. Với độ dày là 1,99cm thì đây sẽ là một lựa chọn phù hợp cho những ai có nhu cầu di chuyển cao để học tập và làm việc. Màn hình có kích thước 14 inch. Viền màn hình mỏng tạo cảm giác hiển thị cực rộng. Chất lượng màn hình Full HD cùng tấm nền IPS sẽ cho người dùng một trải nghiệm vô cùng sắc nét. Bạn có thể thoải mái học tập, làm việc và giải trí trên chiếc màn hình này. Ngoài ra, màn hình của chiếc laptop này còn được phủ một lớp chống lóa, nên dù bạn sử dụng trong môi trường quá nhiều ánh sáng hay dưới ánh đèn thì cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị. Và mặc dù là cạnh viền mỏng nhưng vẫn được trang bị webcam 720p giúp người dùng có thể thoải mái học tập và làm việc trực tuyến. Bàn phím của chiếc HP 240G8 là bàn phím tiêu chuẩn, khoảng cách phím hợp lý, hành trình phím sâu, có độ nảy tốt, cho cảm giác gõ cực kỳ êm và thuận tiện. Phần touchpad rộng rãi cho khả năng di chuyển tốt, giúp các thao tác vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Trục trái và phải được tách biệt, tránh nhầm lẫn và giúp dễ dàng hơn cho việc sử dụng. Khi sở hữu chiếc laptop này, bạn sẽ có bộ vi xử lý Intel Core i3-1005G, cấu hình ổn định với 2x4 luồng, 4GB DDR4, 256GB SSD, giúp bạn thoải mái lướt web, xem phim và xử lý các tác vụ văn phòng Office một cách mượt mà. Bên cạnh đó, chiếc laptop này tích hợp các đồ họa Intel UHD Graphics, cho phép người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh, làm video đơn giản trên các phần mềm như Photoshop, AI. Mặc dù nhỏ gọn nhưng HP 240G8 không hề thiếu bất cứ một cổng kết nối nào, với một cổng HDMI, một cổng mạng LAN, một cổng USB Type-C, hai cổng USB Type-A, một jack cắm tai nghe, thuận tiện cho việc kết nối hay truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Pin của máy cũng được đánh giá khá tốt với chất lượng 3 cell 41Wh, với khả năng sạc nhanh 45 phút có thể đầy 50% thì đây sẽ là một điểm cộng cực lớn, yên tâm để bạn đồng hành mỗi ngày. Tổng kết lại thì HP 240G8 sẽ là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo cho đối tượng yêu thích sự nhỏ gọn, thuận tiện khi di chuyển, với thiết kế vô cùng thanh lịch, sang trọng cùng gam màu xám bạc và những hiệu năng ổn định trong mức giá tầm trung thì không thể nào bỏ qua chiếc laptop này nhé. Cuối cùng thì link sản phẩm cũng như những chương trình ưu đãi mình sẽ để ở phía dưới. Các bạn có thể ấn vào và tham khảo kỹ hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.